Hậu nghi vấn rạn nứt, nam em ẩn ý không muốn khán giả đẩy thuyền với Bạch Công Khanh. Chia sẻ của nam em trước show diễn với Bạch Công Khanh đã gây chú ý. Thời gian vừa qua, sau khi xuất hiện cùng nhau và được đẩy thuyền ở mọi show diễn, nam em và Bạch Công Khanh đã trở thành một cặp đôi được nhiều người quan tâm và chú ý. Cả hai cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm với nhau qua nhiều hành động tình tứ hết nấc. Nhìn những cử chỉ này, cư dân mạng đã không khỏi thích thú và phấn khích. Tuy nhiên, những ngày gần đây, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt mối quan hệ vì không còn xuất hiện bên nhau nhiều như trước. Trước khi show được diễn ra, nam em cũng đã có những chia sẻ như ẩn ý mọi người đừng đẩy thuyền với Bạch Công Khanh trước khi anh đến. Bao nhiêu người vui, bao nhiêu người buồn đâu. Chỉ cần thấy ở đây với đây hát là được thôi đúng không? Chỉ ủng hộ nhau về sản phẩm âm nhạc và trên sân khấu thôi nhé. Đồng ý không ạ? Nam em ẩn ý mọi người ngưng đẩy thuyền cô và Bạch Công Khanh. Nam em từng chia sẻ khi bị đồn yêu đương với Bạch Công Khanh, xin phép mấy thánh phán là em có đang yêu Bạch Công Khanh thì em la lên cho cả thế giới biết. Em núp lùm làm cái gì? Còn công việc thì làm showbiz thì phi là chuyện đương nhiên. Mọi người tin cái gì thì cái đó đúng. Suy nghĩ của mọi người thì ai mà nắm bắt được. Nên là thôi nha. Đủ đau lưng mỏi gối tê tay lắm rồi. Mình không thích thì mình nét. Đừng có toxic như vậy. Hại mình rồi còn mang thêm rắc rối cho người khác. Nghĩ thoáng ra mấy anh chị. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Vậy nha. Đuối lắm. Trước đó, cô nàng từng có chia sẻ gây chú ý,